Dĩ Mai xin được kính chào tất cả các bác. Hôm nay em về một chiếc xe Bin Chi Camanong 2, xe của Ý xuất Nhật và được mua đấu giá trực tiếp bên Nhật, xách tay về Việt Nam qua đường E. Xe có cấu hình khung nhôm và càng nhôm, full nhôm luôn. Và group của chuyển động là 358 Shimano Atus. Dòng Bin Chi Camanong này thì được rất nhiều người ưa chuộng tại Nhật cũng như ở tại Việt Nam. Và xe có size là size 43 thì sẽ phù hợp với các bác có chiều cao từ 1m56-57 đến 1m67 đổ lại thì sẽ chạy chiếc này rất là đẹp. Và cặp vành nhôm hai lớp xe gió và chiếc này dùng cái cặp vành đời mới bản kiểu 3 phân đấy các bác ạ. Rất là đẹp. Và sau đây em đi vào chi tiết để các bác cùng ngắm chiếc Bin Chi Camanong 2 này. Chiếc này thì về độ đẹp cũng như độ nguyên bản thì có thể là xứng đáng cho các bác dùng siêu tầm được. Ví dụ cái tay nắm của Bin Chi nguyên bản từ đầu nó vẫn như này. Đấy, màu trắng. Và cái bộ tay bấm xả Shimano các bác nhìn này. Rất là sáng bóng. Và cái các cái vết ở cái chỗ phía trên này, nếu mà xe đi lâu thì nó sẽ phai màu hoặc là mòn xước. Thế nhưng mà chiếc này thì về tổng quan thì cực kỳ là đẹp. Đấy, ghi đông pô tăng nhôm nhá, ghi đông bắp chuối và thương hiệu Spectra Touch. Kể cả cái chén cổ, cái ốc chén nắp đậy chén cổ đó thôi, họ cũng dùng Bin Chi. Còn cái bộ chén cổ này, cùn bát là FSA. Bin Chi với một số thương hiệu khác thì hay dùng FSA. Tay phanh Shimano, phanh V nhé, cực kỳ nảy và nhẹ. Đấy, cực kỳ nảy và nhẹ các bác nhé. Nghĩa là chứng tỏ cái phanh nó rất là tốt. Đấy, phanh Shimano. Và chiếc này là model là Camanong, Bin Chi Camanong 2. Và màu chiếc này dùng cái màu sơn ấy, màu xanh là màu xanh đặc trưng của Bin Chi, là màu xanh min này. Và có pha cái tem trắng cũng như là pha cái đường lai trắng này, rất là đẹp. Logo Bin Chi. Hình con đại bàng. Phanh V Shimano. Chiếc này hấp này. Hấp trước sau Shimano đồng bộ. Cặp vành nhôm hai lớp xé gió của Jaco Bin Chi. Đây, mã của nó là Taiwan này, DRX3000-6061T6, nghĩa là cái chiếc này là cái cặp vành này là dùng cặp vành nhôm. Và cái đời mà cái độ dày tầm 3 phân này là cái đời mới, cũng như là họ trang bị trên những chiếc bắt đầu từ Camanong 2 này. Và cái chân khuyên nan hoa thép không gỉ và cái chân đồng nhá. Chân có cái màu đỏ rất là đẹp. Và bao giờ cũng vậy, dòng Camanong thì vành Camanong bao giờ cũng có hai cái chiếc nan hoa khác màu ạ. Màu trắng thì để phân biệt, để tìm cái chỗ mà cái van ạ. Đấy, cái chỗ cái van. Chiếc này thì dùng cặp lốp 728C của Victoria Zafario. Đấy, xe đấu giá Nhật thì sau khi mua đấu giá thì mình sẽ được có cái giấy chuyển nhượng này. Cái này là của người chủ người Nhật, người ta bán. Đây, người ta sẽ viết một cái giấy chuyển nhượng này cho mình các bác nhé. Có thông tin người bán, người mua, ngày tháng năm và số seri. Đấy. Chiếc này cũng dùng cặp giò đĩa Shimano Via Malaysia. Bộ Atus này. Gạt đĩa Shimano Atus. Đây, tem Bin Chi đây. Bin Chi này, Alloy 7000. Chiếc này được sử dụng cái khung nhôm này là nhôm 7000. Nhôm 7000 là một trong những dòng nhôm cao cấp của Bin Chi các bác nhé. Nhôm có nhiều loại lắm, 6061, 7000, 7005. Đấy, thì nó trang bị trên cái con này là loại nhôm 7000. Đấy, về hình thức thì còn rất đẹp. Thực ra những Bin Chi này để cái dòng Camanong này thì thêm không nhầm thì được người ta đã dừng sản xuất các cái model kiểu dáng này nhé các bác nhé. Kiểu dáng này đã dừng sản xuất
từ năm 2000 cuối 28 đầu 29 là dừng sản xuất rồi. Cho nên bây giờ kiếm những con này thì chỉ những đời từ 28 trở về trước thì mới có những cái kiểu dáng và phân khúc cũng như là cái group bộ cấu hình các thứ của chiếc Camarón này các bác nhé. Và đời mới họ ra cái kiểu dáng khác. Đấy, thế nhưng mà cái đời này nó không sản xuất nữa cho nên là bên Nhật cũng rất là hiếm. Và rất nhiều người yêu thích những pin chi thì sẽ có đã gọi là săn tìm. Chiếc này dùng cái đĩa lip, lip là lip 8, lip thả của SRAM. Đấy, riêng dòng SRAM hay hãng SRAM của Mỹ thì người ta làm người ta hay có cái lớp mạ sáng bóng này. Còn xích HG Shimano, Atus Shimano. Cọc quanh lốp đây. 700 Victoria. 700 x 28C. Mọi xe touring thông thường người ta dùng hay dùng cái size này. Cọc vành đây, cọc vành dẹt và mỏng cũng như là lại dày. Dày cái chiều trên này này. Đấy, nhưng mà cái chiều ngang thì lại rất là mỏng. Đấy. Gọi là xé gió là như vậy, nó sẽ tạo cái tốc độ nó không bị cản gió nhiều. Và cam họ đi cam đôi các bác nhá. Chân khuyên đồng màu đỏ rất đẹp. Đấy, hub Shimano. Cọc vành sau Shimano, trước sau đồng bộ. Xe họ là chủ người Nhật cũng lắp cái phản quang sau. Yên nguyên zin theo xe nhá. SR. Yên rất là đẹp và êm các bác nhá. Yên này cũng rất là mắc tiền đây. Cặp cọc yên Spectratec nhá, Binchi luôn. Con này thì về độ nguyên bản thì tất cả đặt nguyên bản hết từ đầu đến cuối, đồng bộ. Không có một chi tiết nào đấy lắp hoặc là lai gì cả. Đấy, tiếng nhíp kêu rất là giòn. Đấy, rất hay các bác nhá, trơn, xe cực kỳ trơn. Đấy, chiếc này cái tem công an Nhật cấp này, cái tem đăng ký công an ở đây. Thông thường em mua đấu giá Nhật thì người chủ người ta sau khi cấp giấy giấy bán này thì người ta sẽ bóc những cái tem này đi, bởi vì cái này nó có sẽ lưu cái mã số cá nhân của người ta, nhưng mà chiếc này người ta lại không bóc. Đây là cái cửa hàng bán cái xe đạp này, hoặc cái nơi gửi xe thì quắc này. Đấy, bên Nhật nhé. Đấy, xe rất là trơn này, chạy này. Đấy, quay nhẹ phát nó chạy bao nhiêu lâu nó mới dừng. Đấy, xong nó quay ngược trở lại. Đấy, bắt đầu ngược trở lại. Thì này là cái bi côn. Trước này thì trục thì trục cốt vuông. Và bi trước sau là bi côn. Và ngoài dùng bi côn, nhưng bi côn người ta cực kỳ trơn tru. Thực ra giữ gì mà không để nước vào trục thì sẽ rất là bền. Cực kỳ bền luôn. Tại sao đồ Nhật nó bền như vậy? Đấy, và trên khung thì gần như là không có vết xước sát các bác nhé. Chiếc này rất là đẹp. Đã qua sử dụng rồi nhưng mà khả năng là chủ người ta cũng đi rất ít. Và cái sự bảo quản ấy, người ta để trong nhà và người ta cũng giữ gìn. Cho nên là nó gần như là không có cái xước sát nào cả. Đây cái tay nắm này. Đấy, mình để ý những cái chỗ mà dễ va quệt vào cái càng này. Dễ va quệt là dễ bị xước này, nhưng mà cái này gần như không có vết xước luôn. Gần như không xước rồi, rất là đẹp. Đây bên này có tí xíu. Đấy. Bằng cái hạt gọi là tăm đầu tăm đây. Đúng không? Đây, và một tí ở chỗ sau đây, càng sau này. Một tổng quan thì cực kỳ đẹp và nguyên bản cũng như là zin pedal nhôm của hãng VP nhé các bác nhé, cực kỳ trơn này. Đấy. Các bác có chiều cao từ 1m56 đến 1m68 đổ lại, chạy chiếc này sẽ rất là phù hợp với xe size 43. Binchi Camarón 2, xe xách tay Nhật, cao cấp và hình thức còn rất đẹp. Đấy, các bác có nhu cầu cũng như là phù hợp với cái tầm giá cũng như là cái nhu cầu, các bác liên hệ với nhà em Zin 3 nhé, có địa chỉ tại số nhà 39, ngõ 325 Giảng Võ, Hà Nội. Số điện thoại Zalo là 0915 640 766. Xe có phân khúc tầm giá là mười mấy triệu, dưới 20 triệu các bác nhé.
Đó, em xin cảm ơn và chúc sức khỏe các bạn các bác.